Ngày 10 tháng 4 năm 2021, trên trang Facebook của mình, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đã có một bài viết dài trên trang cá nhân liên quan đến tiến độ xây dựng nhà tình thương cho người nghèo ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Theo ông Đoàn Ngọc Hải, ông đã chuyển khoản cho đơn vị của địa phương số tiền 106 triệu đồng để xây dựng nhà tình thương cho người nghèo ở huyện Nam Trà My. Tuy nhiên, kể từ lúc chuyển khoản đến nay đã là hơn một tháng, nhưng ông vẫn chưa thấy địa phương có động tĩnh gì liên quan đến tiến độ xây dựng. Cũng theo ông Hải, một số địa phương khác nhận tiền cùng thời điểm đều đã triển khai thi công nhà tình thương cho đồng bào nghèo. Ông Hải cho rằng thời điểm này đã cận kề mùa mưa và việc xây nhà tình thương là việc cấp bách để hỗ trợ người nghèo. Trong bài đăng của mình, ông Đoàn Ngọc Hải viết: "Tôi mong sau khi đọc lá thư này, các quý vị chỉ đạo bộ phận kế toán tài vụ chuyển trả lại cho tôi số tiền 106 triệu đồng để tôi chuyển tiền này cho các địa phương đã và đang cháy hết lòng vì đồng bào nghèo như Nậm Pồ, Mèo Vạc, Ao Yên Pa, Đồng Văn, Á Lưới." Liên quan đến việc ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền, sáng 12 tháng 4, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho hay, hiện số tiền 106 triệu đồng mà ông Đoàn Ngọc Hải hỗ trợ xây nhà cho dân, giờ ông Hải không đòi lại nữa thì địa phương sẽ tiếp nhận và chỉ đạo tiến hành khảo sát, chọn đối tượng để hỗ trợ xây nhà cho dân. Theo ông Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có chỉ đạo xuống huyện Nam Trà My, nếu sai thì nhận và nói ông Hải thông cảm, sẽ tiếp tục triển khai, còn nếu kiên quyết thu hồi thì sẽ trả lại. Ông Trần Duy Dũng chia sẻ rằng địa phương rất trân trọng số tiền hỗ trợ này và cần thời gian để khảo sát, chọn đối tượng hỗ trợ xây nhà cho dân. Về việc ông Đoàn Ngọc Hải không cập nhật được tiến độ công việc, ông Dũng cho rằng có thể do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện không kết nối thường xuyên với ông Hải nên có sự hiểu nhầm. Đến chiều 11 tháng 4 năm 2021, ông Đoàn Ngọc Hải cập nhật bài viết mới trên Facebook cho biết đã giải quyết xong sự việc và sẽ tiếp tục xây hai căn nhà tình thương cho bà con nghèo ở Nam Trà My. Ông Hải cũng cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu địa phương cần. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.